Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kết nối đã, không cho tiếp tục đi tô mỏi nha các bạn. Mở nhạc offline đi nhé. Ừ. Mặt kéo gì chả được. Thì có mày ăn mày cứ đánh rơi đâu giết mày hả? Tay này anh không bao giờ anh rơi, ok con. Mẹ ạ ca. Chưa bé rồi. Cây chưa? Cây chưa? Mấy cái này cho to đồng gì với nhau. Cái gì chửi quá. Chưa. Chúng cố lưu ơi. Thôi để đây. Kéo vào đây, để đây. Im để cho sáng đi. Đưa cái hộp mò đây, cái tẩy đây. Hay mắt mình bị trột à. Cứ phải để nói nhẹ. Tạt cái mặt nghe chung mắt đấy anh đi về bóng hôi con lỗi còn cái cổ nó không. Hay rồi, có một cổ đây thì tí, chắc anh cứ chả biết mày ra xem bi đây cường này không, mới sạc vào thế. Sao mày còn lấy cổ. Chắc đi tại anh cường này đây. Dạ. Ta con nè, ta cái. Cổ này thừa thì lấy đi. Đấy. Cho xem mày xem bi của anh cường ơi, xem đầy chưa. Các bạn nhìn. Công cô liêu ngoài đi về nhau nó thế mày cấm luôn là đi ngu thế, cấm cái dây kia kìa. Bố còn chết thương. Dạ bọc rồi đó, thì cấm là thứ nhân đó. Bố mẹ chả có đi. Rồi khăn nước qua tí lấy kiểu uống nước mẹ. Có chịu lắm rồi. Sạc liền rồi mày này nè. Nhìn nè, đó em ta sạc đây. Lên rồi. Đâu, nó mới ra chứ. Nó cầm thế là lên rồi. Cái anh nhỉ. Mày thử cấm vào máy khác đi.
ra bắn lên rồi. Hôm nay thì sao? Thì đó mày cấm ăn nó lên đây rồi đấy. Thế làm gì nữa? Nó lúc ra lúc vào nè. Thế mày cấm nó đi cãi các xe em. Vâng, cấm nó đi cãi khác. Mấy này còn 5-100 bi. Nhưng mà cấm thở thôi. Mày thử thế. Lộ mày không? Cái này vẫn được này. Thế mẹ cấm tử vân thì cái đừng mù này. Vậy là mấy cái tôm vào xong thôi. Nhưng mà các bạn thấy tôm đẹp hay cho em xin một like, được đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.